Thưa quý vị, trước sự phục hồi nhanh chóng của ngành du lịch, việc khôi phục và phát triển nguồn nhân lực du lịch phù hợp yêu cầu với thực tiễn đang là một vấn đề cấp bách. Cũng như nhiều địa phương khác có thế mạnh về du lịch, Đà Nẵng đang gặp không ít những khó khăn trong việc khôi phục nguồn nhân lực trong lĩnh vực này. Từ sau khi du lịch chính thức mở cửa trở lại hoàn toàn từ tháng 3 năm nay, các cơ sở đào tạo nghề du lịch tại Đà Nẵng bắt đầu tiếp nhận lượng học viên quay trở lại trường cũng như học viên mới tăng lên. Tuy nhiên, con số này được cho là vẫn còn khá khiêm tốn so với nhu cầu của thị trường hiện nay. Trong cái tư tưởng của phụ huynh á, thì người ta vẫn tiếp tục trong sự chờ đợi. Người ta cũng không hiểu, người ta thấy có cái sự nổi trội lên. Tuy nhiên người ta vẫn sợ hãi, không biết rằng nó còn một cái loại dịch hay loại virus nào khác không, hay là dịch này nó chỉ tạm dừng rồi nó sẽ bùng trở lại, cho nên họ cũng có sự chần chừ. Một cái khó khăn nữa là chúng tôi tìm thấy từ phía doanh nghiệp cũng như là các cơ sở, các nơi quản lý nhà nước, người ta chưa có công tác dự báo cái số lượng nhân lực cần thiết trong cuối năm 2022 là bao nhiêu và 2023 là bao nhiêu, và không có dự báo con số cụ thể thì cũng sẽ làm cho các cơ sở đào tạo trở nên lúng túng. Do ảnh hưởng của dịch bệnh, các đơn vị doanh nghiệp du lịch phải cắt giảm nhân sự, nên sau khi hoạt động trở lại, lưu trú lữ hành là các lĩnh vực thiếu hụt lao động nhiều nhất. Nhằm giải quyết một phần bài toán về nhân lực, các doanh nghiệp đã tăng cường kết nối với các cơ sở đào tạo nghề du lịch để bổ sung nguồn lao động thời vụ trước mắt, đồng thời tăng cường đào tạo bồi dưỡng tại chỗ. Các cơ sở kinh doanh lưu trú cũng đã chủ động trong cái việc tác nghiệp chuyên môn để mà bồi dưỡng nhân viên, bồi dưỡng về nghiệp vụ an ninh, bồi dưỡng về phòng chống y tế, bồi dưỡng về công tác phục vụ và cái tác phong chuyên nghiệp trong cái đón khách, và xúc tiến cùng kết hợp với các cơ sở đào tạo để bổ sung kiến thức nghiệp vụ, kiến thức ngoại ngữ và kiến thức chuyên môn. Cần nhận diện thách thức để kịp thời đưa ra những giải pháp phục hồi nguồn nhân lực phù hợp cũng đã được ngành du lịch Đà Nẵng thừa nhận và xem đây là yếu tố quan trọng trong mục tiêu phát triển bền vững. Một số những cái yếu tố nội tại như là năng lực của các cái doanh nghiệp và trên địa bàn thành phố, cũng như là một số những cái yếu tố liên quan đến chất lượng du lịch, đặc biệt là nguồn nhân lực, cũng cần phải được quan tâm đầu tư để cùng với lại các cái yếu tố khách quan và các cái yếu tố chủ quan, như vậy thì ngành du lịch của thành phố sẽ phát triển bền vững trong cái thời gian tới. Theo đánh giá, trong bối cảnh thích ứng với dịch bệnh, những yêu cầu mới về sản phẩm dịch vụ đang đặt ra những đòi hỏi mới đối với nhân lực du lịch. Vì vậy, đối với địa phương xem du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn như Đà Nẵng, rất cần có những giải pháp thiết thực, kịp thời đào tạo hiệu quả bằng nhiều hình thức để bù đắp lượng nhân sự thiếu hụt cũng như bổ sung nhân lực chất lượng cao, sẵn sàng đón và phục vụ khách, nhất là làn sóng khách quốc tế dự kiến quay trở lại thành phố mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.